Dạ rồi, em xin chào tất cả bà con mình đã quay lại với kênh YouTube của Thành Thịnh Nông Cơ nha. Dạ rồi, hôm nay em giới thiệu bà con mình một cái siêu phẩm ha. Một cái con máy bơm nước mini sách tay đến từ nhà của thương hiệu Maruyama bà con. Đây. Thì đây là con bơm nước mini sách tay model là BB252 ha. Thì con này tầm khoảng 25cc, piston tầm khoảng 32 ly ha. Sử dụng chế quanh rồ một kim, siêu tiết kiệm xăng ha. Nó động cơ 2 thì xăng pha nhớt. Máy móc thì nguyên zin rồi con ha, chưa có gã nòng tháo nòng gì cả. Nòng bọng piston bạc là zin hết, tất tần tật là zin. Chỉ riêng cái bình xăng lớn rồi con, nó về nó bị va đập nó bị rỉ rồi, nên em thay bình mới luôn ha. Chứ nó ngoài ra thì nó tất tần tật là nguyên zin cả. Bên Nhật về sao nó như vậy rồi con. Nó một đời chồng nha, chưa có qua tay ông Việt Nam lần nào ha. Thì con này là công suất khoảng 25cc, thì con này cái bơm lưu lượng nước là khoảng 116 lít trên phút rồi con. Và nó đẩy cao có thể là tầm khoảng là 36 mét ha. Nó cũng được khá là ổn ha. Thì con này thích hợp cho bà con mình mua về sử dụng cho cái việc là bơm nước cũng như là mình bơm nước châu Phi để mình xịt thuốc rồi đó. Nó rất là gọn nha, nó rất là nhẹ luôn. Thì bà con mình có thể là về lắp cái cọng dây hút răng 34 vô á. Ở trên này cũng vậy bà con. Thì cái này là bơm mình sử dụng một lần mồi á, thì mình mồi nước nó lên bà con, có lúc bê nó chịu lên nè. Thì nó sẽ chứa trong cái bầu bơm này. Khi bà con mình khởi động máy thì cái việc lắm dây là xài thôi. Không cần phải chăm nước nhiều lần ha, chỉ cần một lần bơm thôi. Thì con này còn khá là đẹp nha, khói cũng rất là mới luôn nè, ốc còn mấy màu nha con. Trên này có những cái tiếng Nhật ha. Đây. Thì con này là của Maruyama nha, nó có đóng lốc là Made in Japan rồi đó ha. Đây. Made in Japan ở trong lốc nha. Đó. À, Nhật nguyên zin. Thì cái dòng Maru bà con biết rồi, sử dụng cực kỳ tiết kiệm xăng luôn ha. Con máy này khá đẹp, màu đỏ zin của nó nha. Nè, vô còn sáng nè. Thì con này piston đẹp lắm bà con. Nè, ốc bảy màu từng con ha. Cái con này nó về nó cặp với cây nhôm kiểu này ha. Còn bình thường thì nó xài cái tay cầm bầu quang bên, nhưng mà con này nó về như vậy mà con ha. Đây mà con mình mở này nè, chăm nước ha, mồi á. Thì con này hiện tại em đang ra với giá mong muốn là 1.400.000 bao ship toàn quốc cho bà con luôn ha. Và tặng kèm cho ba con mình con đoạn dây hút nha, răng 34 luôn. Thì thường là sự những con này về nó sẽ không có phụ kiện đâu, nhưng mà em còn dư một cái cọng dây hút nè, thì tặng bà con mình luôn. Vì bỏ cái ron cho kín hơi nha, thì bà con mình có thể là sử dụng á. Đây em còn rất là sáng mà con ha, em zin nó luôn mà nó sáng vậy nè. Nè, nòng cũng còn sáng trưng à, ốc ác rồi con thấy không? Nè, bình xăng con nè, con bù lông bắt xịn con rồi thấy không? Còn mấy màu luôn ha. Nè, chế quanh rồ nha, tiết kiệm xăng nha. Thấy con động cơ rồ nha, bốn ốc tum nhỏ, tum 260 á. Thì bà con mình sau này không thích mà bơm nước thì có thể là chuyển sang mình lắp cắt cỏ vẫn được ha, tum rồi mà mình lắp cắt cỏ là mình gác bình xịt máy vẫn được ha, rất là ok. Đó. Thì em xin nhắc lại nha, hiện tại đang ra với giá mong muốn là 1.400.000, mình sẽ bao ship toàn quốc nha. Phụ kiện kèm theo là một cái ống hút vậy nha. Đó, còn cái ống ra lên đây thì bà con mình có thể về mua những cái ống răng 34 á, bà con mình lắp vô là sử dụng nha. Thì khởi động con máy này cũng giống như máy cắt cỏ rồi ha. Thì đầu tiên là bà công tắc, nhưng mà này dạng công tắc nhấn mà con không cần bật ha. Đó, khởi động là bà con mình châm xăng pha nhất hai thì vô đây. Mình bóp cái vú xăng rồi con. Nè, bóp vú đây nè. Bóp 5 7 cái cho xăng nó lên rồi thôi ha. Xong rồi mình kéo cái e nè. Kéo gạt cái e này xuống. Đây, gạt cái e xuống. Thì bà con giật khoảng 3 cái, 2 cái nó sạch nó tắt á. Thì bà con kéo e lên, xong giật cái nó nổ ha. Đó, thì rất là nhạy nổ nha. Đó, bà con mình hay là nhận hàng kiểm tra trước khi thanh toán ha. Rồi. Bà con có quan tâm có nhu cầu sử dụng cái dòng sản phẩm mà bơm nước Nhật bãi mini sách tay như thế này á thì cứ liên hệ với em ha. Đây là họng vô nè, họng ra nè, chỗ mồi nước nè, còn đây nắp xả nước nha. Thì bà con không sử dụng xả nước ra để nó bị xét cái vòi bơm đâu ha. Này, em mạc rất là đẹp nha. Rất là sáng luôn. Đó, từng chi tiết ghi hết nha. Nè. Có số seri tinh chuyên đế đâu luôn ha. Rồi, cảm ơn bà con đã quan tâm ha. Dạ, xin chào ạ.